Tọa lạc trong một con hẻm nhỏ tại khóm 8, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, có xóm chuyên làm nghề lưới câu cung cấp cho nghề câu biển, câu sông từ miền Trung trở vào đến đất mũi Cà Mau. Bà Lệ, thợ làm lưới câu cho biết. Có như người ta đặt câu gì mình làm câu nấy, như người ta đặt câu này là ngoài biển nè. Là mình làm cái câu này, còn cái câu này là cũng câu ngoài biển mà là không có lưỡi, như tóm là như khúc khúc như vậy nè, như mình bủa dài vậy đó, là như cá nó lọt thì nó mắc dính vô là không có mồi. Theo người dân nơi đây, hiện có tổng cộng chừng 40 loại lưỡi câu. Bà Bạch, một thợ làm lưỡi câu, giải thích. Ra đủ thứ loại, như câu cá biển thì lưỡi lớn, còn nhỏ thì cá, rồi có nhiều khi nó đặt câu ếch, lươn, đủ thứ vậy đó. Còn câu biển thì nó chạy giờ mùa từ đây mà cho tới tháng 11, rồi giờ năm nay câu biển nó có chạy tự nhiên lưng luôn, có người dựa mấy trăm muôn luôn. Dựa mấy trăm muôn có nghĩa là ế cả triệu lưỡi. Hiện nghề này đã bắt đầu sử dụng máy móc, bà Lệ nói tiếp. Người ta đi lên Sài Gòn á, rồi người ta mới coi máy mua, có về ta chế ra người ta chặt, chứ đó là chặt tay không á. Mấy chục năm trước làm lưỡi câu bằng tay nên vất vả trăm bề, còn bây giờ nhờ có máy móc cũng đỡ bớt nặng nhọc tay chân. Mùa nước nổi hàng năm là dịp lưỡi câu bán chạy nhất. Mua bán lưỡi câu được tính theo muôn, bà Lệ diễn giải. 10 ký làm mấy được làm một muôn câu này. Một thiên là nó 1.000 lưỡi. Rồi 10.000 lưỡi đó là mấy vô là một muôn. Như con mà xuyên suốt là ngày cũng kiếm được 40-50 ngàn. Có khi con làm tối luôn nữa cũng được 70 ngàn, là 2 muôn. Người lớn tuổi có thể nhận làm khâu nào đó để kiếm thêm, như lời bà Năm cho biết. Tỷ mình khỏe thì mình chặt muôn, còn không khỏe thì ngày đó mình nghỉ được 25 ngàn hà. Ngoài lưỡi câu đồng, câu sông ở miền Tây, theo lời bà Bạch, lưỡi câu biển nơi đây còn bán ra miền Trung. Cô thì xuất ở dưới Gạch Giá, còn chú nó thì ở dưới Cà Mau. Còn nhiều khi ngoài biển thì ở Quảng Ngãi, Huế, rồi Bình Tây, Phan Thiết rồi đó. Và mấy đó loại đó là câu biển. Còn ở Đồng Tháp rồi thì câu đồng ở đây. Sớm làm lưỡi câu Mỹ Hòa tấp nập nhất mỗi khi miền Tây chuẩn bị vào mùa nước nổi, từ tháng 8 âm lịch trở đi. Lúc này người miệt sông nước đã chuẩn bị sẵn lưới, giăng câu để đón bầy cá từ thượng nguồn.